Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ngân Dừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Và bây giờ đã là chiều ngày 25 tháng 5 2019 rồi các bác. Và phía trước các bác đây, thì hôm nay bên em tiếp tục là có về được một ít những rể giã hạc. Đấy, thì những rể giã hạc này là đã được người dân là thu hái là về trong ngày các bác. Cho nên là những rể giã hạc hôm nay là nó đang còn rất chi là xanh tươi. Đấy, không bị dập lá, không bị gãy các thân mầm tơ quá, vì hàng rừng ở Kon Tum là người tơ người người dân họ đi thu hái là họ về trong ngày đấy, cho nên là nó không bị gãy dập nhiều. Thì phía trước các bác và mọi người đây là hôm nay em có những rể giã hạc mà rất đáng để cho các bác và mọi người sưu tầm đấy. Và em đã ghi thành những số rể và giá tiền đấy. Các bác và mọi người cảm thấy hợp với mình rể nào thì liên hệ đến số điện thoại của em để trên tiêu đề đấy. Và sau đấy là các bác chỉ cần là cho em là xin rõ ràng họ tên này và địa chỉ, kèm theo đấy là số rể mình lấy. Thì hôm nay là em có hai loại giã hạc nhé các bác, hai loại giã hạc mà được biết đến là rất chi là nổi tiếng từ từ vùng miền đấy. Thì đầu tiên là hôm nay em có những rể giã hạc mà rất chi là nhiều các bác và mọi người là rất muốn sưu tầm đấy, và nó cũng là một cái dòng mà thuộc vào là dòng quý hiếm đấy. Thì đây là những rể giã hạc mà của em hôm nay, đó là giã hạc lùn đắc lây đấy, loại giã hạc lùn đắc lây nhé các bác. Và một ít rể giã hạc chư mò dây đấy, toàn bộ là những rể giã hạc mà được người dân là thu hái về trong ngày đấy. Thì cái lô giã hạc lùn đắc lây này là em vừa lấy về lúc trưa nay đấy, thì rất lâu lắm rồi mà mới có được một cái lô giã hạc lùn đắc lây mà thân rất chia đẹp đấy, và rất chia lù mập đấy. Các bác đã biết rồi, cái loại lùn giã hạc lùn đắc lây thì nó rất chi là thân mầm nó rất chia mập mạp, và nó chiều dài thân mầm nó cũng cũng trung bình thôi, không được là dài đến hơn 1 mét đâu các bác đấy, có khi là được đến 70 hoặc 80 cm thôi đấy. Thì để không mất nhiều thời gian của các bác và mọi người thì em sẽ giới thiệu từng rể và quay rõ từng rể, báo giá tiền từng rể một cho các bác và mọi người nhé đấy. Thì toàn bộ những rể giã hạc này thì em cảm thấy là rất chi là chất lượng đấy, rất đáng để sưu tầm các bác, từ thân đến lá. Và toàn bộ những rể giã hạc lùn đắc lây này là những rể lá nhựa các bác đấy, phi điệp lá nhựa. Thì đầu tiên hôm nay là em sẽ giới thiệu loại đầu tiên, đó là giã hạc lùn đắc lây. Thì đầu tiên em có rể số 1 giã hạc lùn đắc lây này, đây mảng rể của nó đây các bác, rể số 1 lùn đắc lây đây đấy, đây các bác, các bác nhìn đi, thân mầm hoa của nó mùa trước đây, ngắn khoảng tầm được 45 50 cm được các bác. Mà đây là loại lá là lá nhựa này đấy, sờ vào rất chìa cứng. Thì đây là một cái rể số 1. Cái rể này là nó có 3 thân mầm nhưng mà là một rể khác nữa nha các bác, lán chung vào một cái rể này đây, một rể 2 thân mầm mà một cái rể tách riêng rời này đấy. Thì đây là một cái rể giã hạc lùn đắc lây, loại mà rất chi là quý hiếm đấy, cho mặt hoa thì các bác cũng đã biết rồi đấy, giã hạc lùn đắc lây đây. Thì đây là cái rể số 1 giã hạc lùn đắc lây nhá các bác. Thì rể số 1 có giá là 2,5 triệu cho 3 thân mầm đấy. Thì các bác
Cứ ước chừng đi, loại giã hạc lùn đắp lây ạ. Thân mầm nó thì nó rất là ngắn rồi, khoảng tầm được là ba thân mầm này nó khoảng tầm được là 45 50 cm thôi các bác. Đây, đây là cái dề giã hạc lùn đắp lây dề số 1. Đấy, mảng dề của nó đây các bác. Toàn bộ những dề giã hạc lùn đắp lây của em hôm nay là nó ra hoa toàn bộ hết rồi nhá, không còn một cái dề nào đâu. Đấy. Đấy, đây là cái dề số 1. Dề ba thân mầm đấy các bác. Ba thân mầm. Đấy. Đây. Không mất, em không không bị gãy dập một cái thân mầm nào các bác. Đấy. Rất chi là đẹp. Dề số 1 lùn đắp lây 2 triệu rưỡi. Đấy, các bạn nhìn cái bản lá này, rất chi là cứng cáp. Đấy. Hàng về trong ngày cho nên là rất chi là xanh tươi luôn các bác. Đấy, dề số 1. Dề số 2 là 1 triệu 7. Đây. Thân già của nó đây. Đấy. Đấy. Dề này thì nó đang có quả này, 4 quả liền. Đấy. Nắng dề của nó đây các bác. Dề này là dề số 2 thì nó có hai thân mầm nha các bác. Đấy, hai thân mầm. Đây, hai thân mầm đây. Cũng là bản lá nhựa luôn. Đấy, dề số 2, hai thân mầm. Dề số 2 1 triệu 7 các bác. Đấy, những dề giã hạc này em khuyên các bác rồi. Đáng sưu tầm vào trong cái giàn lan của nhà mình. Đấy, dề số 2. Dề 2. Rồi em sang dề 3 này. Dề số 3 là 1 triệu rưỡi cho hai thân mầm luôn. Thì cái dề số 2 này là hai cái dề tách biệt nhé các bác. Đấy. Đây, hai dề tách biệt đây. Ăn không phải là chung một dề mà là hai dề hai gốc. Nhưng mà ăn bám chung vào một mảng rễ. Đấy, bám chung vào một mảng thân cây ấy. Đấy, hai thân mầm cũng là lá nhựa luôn các bác. Hai thân mầm. Đây. Nụ đốt hiện rõ lên luôn. Đấy. Dề số 2, hai thân ăn dề số 3 hai thân mầm nhé các bác. Đấy, dề này cũng có quả này. Đấy, dề số 2, dề số 3 1 triệu rưỡi. Rồi, đấy là ba cái dề mà nó có là chung từ hai thân mầm đến ba thân mầm nhé các bác. Và em sang các cái dề mà nó có một thân mầm tơ thôi. Thì ở đây là em có dề số 4 này. Dề số 4 1 triệu một thân mầm. Đây, thân mầm của nó đây. Thì cái thân mầm này 20 40 dề này thân mầm này phải được 60. Và các bác nhìn cái thân già này, thân già nó chỉ ngắn được có mỗi đoạn thế là hết rồi đấy. Đấy. Thì đây là cái dề số 4. Đây, máng dề của nó đây. Và dưới đây nó còn có một con kiến nữa nha. Hai con. Đấy. Mắt mắt mầm tơ đang lên nữa kìa. Cái dề này cái thân già khá chi là xanh luôn. Đây, cái thân già khá chi là xanh luôn các bác. Thì cái thân mầm tơ của nó cũng đã khá chi là xanh rồi. Đấy, đây, cái dề này là dề số 4. Dề 4, 1 triệu. Dề này thì nó bản lá cũng rất chi là đã luôn các bác, rất chi là to. Đây. Bản lá cũng khá chi là to rồi. Dề 4 1 triệu. Rồi em sang dề 5. Dề 5 cũng 1 triệu luôn. Đây, máng dề của nó đây. Đấy, thân mầm tơ của nó đây. Đây. Thân mầm tơ rất chi là... thân mầm tơ rất chi là to luôn. Đấy. Đây các bác, thân mầm tơ của nó đây. Đấy, các bạn nhìn nó nụ đốt nó hiện lên đấy. Dề số 4, à dề số 5. Đây là cái mầm tơ của dề số 5 các bác. Rồi, dề số 5 là 1 triệu. Dề số 6. Dề số 6 cũng là 1 triệu luôn. Đây, máng dề của nó đây. Đấy, mầm tơ của nó đây. Thân mầm tơ khá chi là xanh. Đấy. Thì cái dề này là nó không được phải là lá xếp đâu, à không phải là lá nhựa đâu các bác nhá.
là lá bình thường nhưng mà rất chi là cứng rồi. Đấy, nó cũng rất chi là cứng. Đấy, thì đây là cái dề số 6 này. Đấy. Bạn nhìn cái thân mầm khá chi là xanh nha. Đấy. Dề số 6. Dề số 6 cũng là 1 triệu luôn. Dề số 7. Dề số 7 cũng là 1 triệu. Đây, thân mầm tớ nó đây. Đấy. Đấy, các bạn nhìn xem, bán lá rất chìa đã, lá nhựa luôn. Đấy. Đây, máng dề của nó đây. Đấy, dề số 7 1 triệu cho một dề lùn đắc lây. Dề số 7. Rồi em sang dề số 8 này, dề số 8 cũng 1 triệu luôn. Đây. Thân mầm tơ nó đây. Đấy. Lá cũng rất chì là ấy, lá nhựa hết các bạn. Lá nhựa. Đấy, máng lá nhựa mà lá rất chìa to. Đây, thần rất kìa nụ to mập. Đây các bạn. To như ngón tay út của em này. Đã, trong này chơi thân chơi lá và chơi được cả hoa rất chi là hợp hợp luôn các bác. Đấy. Thì đây là dề số 8. Bảng dề nó đây. Dề số 8 1 triệu luôn. Đấy, dề số 8. 1 triệu. Rồi sang dề số 9. Dề số 9 là 900. Đấy, thân mầm đây. Mầm tơ của nó đây. Thì cái thằng này là lá tre các bạn. Lá tre nhưng mà là lá nhựa. Đây. Đấy, lá tre nhưng mà lá nhựa nha. Đấy, mầm tơ của nó đây. Đó. Đấy. Đây là cái dề số 9. Máng dề của nó đây. Đấy, thân già rất chi là vàng. Đấy, thằng này cái loại lá tre mà lá nhựa nhìn đã đẹp kinh khủng luôn. Các bạn nhìn cái mặt sau lá ăn. Đấy, đây là cái dề số 9. Dề 9900. Một thân mầm. Rồi sang dề số 10 này. Dề 10 cũng là 900 luôn. Từ dề 9 đến dề 10 là 900 nha các bạn. Đây, bản lá của nó đây, lá nhựa đây, rất chi là to đã luôn. Okay, nhìn rất chi là thích mắt luôn các bạn. Thân mầm này, rất chi là to nù mập luôn. Đấy. Đấy. Đấy, thân già hoa của nó đây, ngắn lắm các bác. Các cái thân già, thân hoa của nó thì trung bình thì có thể thì nó rơi được khoảng tầm là 70 cm. Đấy, còn không là cứ 50 rồi 60 40 thôi. Đấy, đây cái mảng dề số 10. Đấy, dề 10 900. Rồi em sang dề 11. Dề 11 cũng 900 luôn. Đây, thân mầm của nó đây. Lá cũng là thằng này là lá tre, lá nhãn. Lá dài to. Đấy. Đây là dề số 11. Mầm tơ của nó đây các bác. Đấy, mầm tơ của dề số 11 đây, máng dề của nó đây. Thằng này là cũng là thuộc vào dạng lá rất chi là đã luôn các bác. Đấy. Nhìn thích. Đấy, mầm tơ của nó đây các bác. Đấy. Đấy là dề 11 900 luôn. Rồi, dề 12. Dề 12 cũng là 900 luôn các bác, máng dề đây. Đấy. Thân mầm tơ của nó đây. Đấy. Thân mầm tơ cũng rất chi là nù to mập. Đấy. Thì đây là cái dề số 12 900 luôn. Đấy. 12 900. Rồi dề 13. Dề 13 cũng 900 luôn các bác. Đây, máng dề của nó đây. Đấy. Rồi, các bác nhìn cái thân mầm của nó đây.
thân mầm rất chi là to. Đấy. Tròn nù mật luôn. Đấy. Đấy. Cái này em bị cong nha các bác, không phải là bị gãy. Đấy. Em bị chẹt vào các cái thân cây ấy, cho nên là nó cong. Đấy. Các bác nhìn các cái thân mầm cổ lá của nó đi, rất chi là đã. Đấy, D13 900. D14 cũng 95 luôn, máng rể của nó đây các bác. Thân mầm tơ của nó đây. Đấy, đấy, thân mầm tơ đấy, rất chi là to và đã luôn. Đấy. Rồi, D14 cũng là 900 luôn nha các bác. D14 đây. Rồi, D15. D15 cũng 900 luôn, dề của nó đây. Và các cái thân già của nó thì ít hơn so với dề kia nhiều, nhưng mà thằng này em đoán chắc là hàng tái sinh bằng hạn này. Đấy, thân mầm già nó đấy. Mầm già đây, các bạn nhìn các cái thân già của những năm trước này, rất thì là ngắn. Xong được đến năm 2 thì nó lên được khoảng chừng này thôi, là được 40 cm thôi. Rồi, cái mầm tơ của nó đây. Mầm tơ khá chỉ là xanh. Đấy. Thằng này đây, đây là cái mầm tơ của dề số 15 nha các bác. Đấy, mầm tơ 15 này, thân khá xanh này, có đốt luôn, hiện đốt cũng lá nhựa luôn. Đấy, dề 15, dề 15 là 900 luôn. Dề 16, dề 16 cũng 900. Đấy, thân mầm của nó đây, các bạn nhìn xem, rất chi là đã luôn, lá nhựa. Đấy. Đấy, máng dề nó đây. Đấy. Thằng này là thằng dề số 16 nhá, cũng là 900. Đấy, các bạn nhìn cái thân già ra hoa của nó đây, ngắn cũng dề 16 900. Dề 17 cũng 900 luôn. Các bạn dề của nó đây, thân mầm của nó đây, thân mầm cũng rất chi là đã luôn các bác. Đấy, lá nhựa. Đây, nhìn thân già của nó đây, tròn nù mật tốt kinh khủng. Đây, các bác. Đấy, thân già của nó đó. Nhưng mà các bác so sánh đi. Đấy, nhìn cái thân già này rất chi là đã, ngắn. Dòng này chơi rất chi là sướng mắt luôn. Xem khi mà các cái thân mầm của nó ra. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy là cái dề số 17 nha các bác, là 900 luôn. Rồi, dề 18. Dề 18 cũng 900. Máng dề nó đây. Đấy, dề này em có hai quả. Và thân mầm của nó đây các bác. Thằng này giống như kiểu là gần như là lá mít rồi. Đấy, thân mầm của nó đây các bác, rất chỉ là đã, bắn lá nhựa luôn. Dề 19, đấy, cái thân già năm ngoái của nó đây, cũng ra hoa này. Và nó có quả này, thân tốt. Đấy. Đây là dề số 18 nha các bác, 900 luôn. Rồi. Dề cuối cùng của giá hạt lùn đắc lây nha các bác, là dề số 19. Là 900 luôn. Đây, thân mầm của nó đây. Lá nhựa. Đấy, máng rể của nó đây. Mầm tơ của mùa hoa năm ngoái của nó đây. Ra hoa được. Đấy, các bác nhìn xem, rất chi là ngắn. Đấy. Đây là cái dề số 19 lùn đắc lây, dề cuối cùng. Đấy. Thì tất cả là em có 19 dề giã hạc lùn đắc lây nha các bác. Và em sang loại giã hạc thứ hai, đấy là giã hạc chư mò dây. Thì giã hạc chư mò dây là em có là ít dề thôi. Thì đầu tiên em có dề số 1 này. Dề 1 là 1,5 triệu. Đây cái máng dề của nó đây. Và dề này là nó được là 1, 2, 3, 4 thân mầm tơ. Đấy, thân mầm tơ rất chỉ là xanh luôn.
Đây, phần mầm tơ rất chỉ là xanh, chưa phải là xanh sạch. Dề này là nó có là chung một mảng dề, là chung một cái mảng dề như thế này, nhưng mà lại là hai dề khác nhau nhé các bác. Đấy. Đấy, hai dề khác nhau, chung một mảng dề nhưng mà là hai dề khác nhau. Có và nó còn được hai cái thân mầm hoa đây, hai thân mầm hoa này, còn hai cái thân mầm hoa đã ra rồi. Đấy. Hàng vừa mới bóc về nên nó đang còn xanh mướt luôn các bác này. Đấy. 1,5 triệu, 1,5 triệu cho một dề số 1 chứ mới dây nha, dề số 2 chứ mới dây này 800, dề này hai thân mầm đấy và thân hoa của nó đã ra hoa rồi các bác. Đấy. Mảng dề của nó đây chỉ có một thân mầm ra hoa và một thân già, còn cái thân già này đã bị gãy. Đấy, hai thân mầm tơ. Đấy, 800. Rồi, dề 3 chưa mò dây này. Dề 3 chưa mò dây là 500. Đấy, một thân mầm tơ này. Đấy, mảng dề của nó đây. Đấy, đây là cái dề số 3. Dề số 3. Và em có một cái nguyên bản của chưa mò dây luôn. Là 500 luôn, thân mầm tơ nó đây. Đấy, và thân già ra hoa của nó đó. Rồi đấy là 4 dề giã hạc chưa mò dây nha các bác. Và bây giờ em sẽ xin phép là tổng kết lại cho các bác và mọi người một xíu về các dề giã hạc của em vào chiều ngày 25 tháng 5 hôm nay nhá. Đầu tiên là hôm nay là em có loại giã hạc đầu tiên, là một loại giã hạc mà đáng để sưu tầm, rất đáng để sưu tầm. Đó là lùn đắc lây. Đấy, thì giã hạc lùn đắc lây là em có 19 dề và dề số 1 là 2,5 triệu, dề số 2 là 1,7 triệu và dề số 3 là 1,5 triệu. Từ dề số 4 đến dề số 7, dề số 4 đến dề số 7 là 1,000,000 nha các bác. Và từ dề số 4 đến dề số 8 là 1,000,000. Từ dề số 9 đến dề 19 là 900. Đấy. Thì đấy là tất cả những dề giã hạc lùn đắc lây của em. Và có 4 dề giã hạc chung mò dây, và dề 1 là 1,5 triệu và dề 2 là 800, dề 3 là 500 và một khúc nguyên bản là 500 luôn. Đấy. Thì tất cả đấy là những dề giã hạc của em vào chiều ngày 25 tháng 5 hôm nay. Và những dề giã hạc lùn đắc lây này thì là của em là có 19 dề. Đấy. Thì các bác và mọi người có nhu cầu muốn sưu tầm cho mình những dề giã hạc nào thì liên hệ đến số điện thoại của em để trên tiêu đề. Đấy. Thì do cái số lượng hơi nhiều thì các bác và mọi người là cố gắng hết sức là nhắn tin giúp em nhé. Đấy. Thì đầu tiên là cái giã hạc lùn đắc lây này em có là khoảng tầm là 50 dề, nhưng mà chia sẻ cho các bác 19 dề trước. Vì có một ít dề nó bị gãy cái đầu ngọn và có những dề nó vít thì em giữ lại để phiên vào hôm sau. Đấy. Rồi em xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của phiên kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.